rơi đầy đường quê tôi trai gái vui. Những giai điệu ngọt ngào ấy từng làm sao động lòng người, bởi qua đó gợi lên một bức tranh quê đầy màu sắc với những con người hồn nhiên đôn hậu trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Mãi bên dàn trời, mãi sau. Vậy mà theo dòng xoay của sự phát triển, hình ảnh cô dâu chú rể trúng xính trong bộ áo dài khăn đóng ngày một mất dần đi, và tất cả đang lưu về miền ký ức. Để uyên ương đẹp đôi vợ chồng, theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng của chàng trai. Ngày trước ở quê tôi, đám cưới đều tổ chức tại nhà, không phải thuê mướn thứ gì, từ bàn ghế chén dĩa cho đến mấy thứ vật liệu trang trí trại khách và cả nhân công để làm nữa. Mới nghe qua ai không biết, cứ tưởng ở quê nhà nào cũng có đầy đủ hết, chứ thật ra là mượn qua mượn lại thôi, vừa đỡ tốn tiền vừa thấm đượm tình làng nghĩa xóm. Nói tới tình làng nghĩa xóm ở thôn quê thì đám cưới là dịp dễ thấy nhất. Nghe nhà bên sắp dựng vợ hay gả chồng cho con thì trước đó đôi ba ngày, các nhà bên này đã cho con cái qua phụ giúp một tay. Con gái thì phụ mấy chuyện lặt vặt trong nhà, con trai thì lo mượn bàn ghế. Hồi nhỏ tôi hay theo mấy chú mấy anh đi mượn bàn ghế, nên tôi biết nhà nào cũng nhiệt tình hết. Hỏi là cho mượn liền hà, không có chuyện đắn đo suy tính. Đi mượn bàn ghế thì ai cũng có thể tham gia, chứ trang hoàng cổng đám cưới thì kén người lắm, phải khéo tay mới được. Có một thứ vật liệu không thể thiếu dùng để làm việc này, đó là cây đũng đỉnh. Cây đũng đỉnh ở quê thì rất dễ tìm, còn cây chuối đâu chỉ dùng để ăn buồn, thân của nó cũng góp phần tạo nên nhiều điểm nhấn cho mặt tiền cổng cưới. Thấy đủ thứ công đoạn và phải làm tỉ mỉ công phu, tưởng sẽ mất công lâu, vậy mà đông người giúp, trong chốc lát mọi thứ đã được bài trí thật bắt mắt theo kiểu cây nhà lá giường. Trong đám cưới ở quê, những người đảm nhận phần mổ heo là cực nhất, phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng để nấu nước. Khi nước sôi là bắt tay vào làm ngay. Khu vực nấu nướng thì vui lắm, tiếng cười nói, tiếng giao thớt nghe thật là rôm rã. Cũng phải thôi, tiếp giúp đám cưới là dịp để mấy dì mấy chị quay quần bên nhau mà. Kể hết chuyện này đến chuyện kia, không vui sao được. Mấy dì mấy chị tự nhiên vô tư vậy, chứ còn mấy bà lớn lớn tuổi, họ để ý lắm nghe. Ai tính nết thế nào, giỏi dở ra sao, đều nằm trong tầm ngắm hết đó. Nói có vẻ bí hiểm một chút cho vui thôi, thật ra mấy bà biết rõ đám cưới ở quê có đông con gái đến tiếp giúp, nên sẵn tiện ngó xem cô nào vừa bụng để chọn dâu vậy mà. Chọn dâu theo kiểu hỏi thăm, mai mối, đừng tưởng là bỡ ngang. Có biết bao cặp sống hạnh phúc, con cái đề huề từ những cuộc hôn nhân như thế. Trong đám cưới ở quê, ngày nhóm họ mới là vui nhất, vì có đông người đến tiếp giúp và chung vui, đặc biệt là trước buổi tối nhà trai đón dâu hay nhà gái làm lễ xuất giá. Và trong buổi tối này, có một món ăn ít khi nào thấy thiếu, đó là cháo vịt. Để chuẩn bị cho tươm tất món cháo, ngay từ xế chiều, đám trai tráng đã bắt đầu làm vịt, tạo nên một không khí hết sức ấm cúng, vui tươi.
Trong lúc mọi người thưởng thức món cháo khuya, thì chủ nhà có đám cưới phải bận rộn với một công việc khác. Đó là hỏi thăm, sắp xếp xem những người nào có thể đi đón dâu nếu là đàn trai và đưa dâu nếu là đàn gái. Còn người nào ở nhà sẽ đảm nhận khâu đứng trực tại bàn để tiếp khách. Không phải hứa miệng thôi đâu, có ghi vào sổ sách đàng hoàng và có người cẩn thận còn dán vào những chỗ dễ thấy nhất của từng bàn nữa. Đám cưới ở quê, họ tin vào giờ lành đón dâu lắm. Rồi còn tùy thuộc vào con nước lớn rồng, nên có khi đi đón dâu thật sớm. Chuyện 1-2 giờ khuya là bình thường. Nhờ lo xa vậy mà mặc dù giao thông cách trở, nhưng gần như tất cả các đám cưới ở thôn quê đều đón dâu về kịp giờ hoàng đạo. Bà con hai họ hân hoan chúc mừng. Cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Giống như ở thành thị, sau khi làm lễ xong, cô dâu chú rể trong các đám cưới ở thôn quê cũng đi ra tận các bàn để chào khách. Thế nhưng có một điều này khác nha. Khách đi đám cưới ở quê không bỏ tiền mừng vào thùng thương rồi mới dự tiệc, mà đại diện từng bàn sẽ gom bao thương lại, sau đó đứng lên chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Cách mừng này tuy có hơi mất thời gian, nhưng mang đậm nghĩa tình chồng son và tấm lòng của người chúc phúc. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Ai cũng biết, theo thời gian, mọi thứ phải thay đổi. Và chuyện tổ chức đám cưới theo kiểu ở quê ngày xưa cũng nằm trong quỹ đạo chung ấy. Đám cưới giờ đây được tổ chức mang dấu ấn ngày càng bị thành thị quá hơn. Nhưng cho dù thế nào, thì những ký ức đẹp về những đám cưới quê giản đơn bình dị khó thể phai mờ trong tâm trí của nhiều người khi nhắc về ngày trọng đại của cuộc đời đã qua. Em ơi, người tình tôi ơi.